Thưa quý vị, những năm qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được các cấp các ngành thành phố Đà Nẵng triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho thanh thiếu niên, giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc lịch sử vẻ vang của dân tộc. Là địa phương có truyền thống cách mạng, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử, cùng các hành trình tìm về địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cho các cháu thiếu nhi, trong đó có cả những cháu mồ côi được các bố mẹ đỡ đầu nuôi dưỡng, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những giá trị lịch sử tốt đẹp của dân tộc. Hôm nay là con và các bạn được đi tham quan di tích lịch sử, rất là vui nên con cũng mong muốn là mai mốt sau này là được đi tham quan những di tích lịch sử nhiều hơn. Chuyến hành quân về nguồn về nhà chiến sĩ yêu nước Thái Phiên, nhà yêu nước Thái Thị Bôi. Qua đó thì nhằm giáo dục truyền thống cho các em thanh thiếu nhi về những sự hy sinh, sự cống hiến của các anh hùng liệt sĩ để có được sự bình yên trong ngày hôm nay. Những địa điểm như Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh quân khu 5, Bảo tàng Đà Nẵng, di tích Thành Điền Hải, đình làng Nghi An, nhà trưng bày Hoàng Sa luôn là địa chỉ đỏ được các chi hội phụ nữ lựa chọn trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa cho các hội viên và các cháu nhỏ. Tại đây, khi được nghe các nhân chứng lịch sử, các cô chú hướng dẫn viên kể lại những năm tháng hào hùng của vùng đất Cẩm Lệ giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, với nhiều địa danh ghi dấu bao chiến tích oai hùng như cầu Cẩm Lệ, nghĩa trụ Hòa Vang, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Hòa Vang và biết bao tấm gương hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tự hào về truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc cho thế hệ trẻ. Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thì được lãnh đạo địa phương rất là quan tâm, đặc biệt là trong các chương trình ngoại khóa của các trường học. Thì đối với địa phương thì cái chương trình mà giáo dục lịch sử đã được đưa vào trong trường học. Hiện nay thì tất cả các trường trên địa bàn phường thì cũng đã có những chương trình ngoại khóa. Cũng muốn gửi gắm đến cộng đồng xã hội tiếp tục cùng chung tay hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ để trẻ có một cái tương lai tươi sáng hơn. Có thể thấy việc tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên, những chủ nhân tương lai của đất nước là vô cùng quan trọng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, để thế hệ trẻ hôm nay không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.